Có mặt trên thị trường được 7 tháng, booknhanh.com là một nền tảng đặt lịch trực tuyến trong việc tìm kiếm những địa chỉ và trung tâm chăm sóc sắc đẹp. Đến với ngày hội Demo Day do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức mới đây tại Hà Nội, doanh nghiệp startup này sẽ có cơ hội thu hút các nhà đầu tư, qua đó giúp doanh nghiệp phát triển hơn. Tuy nhiên, với việc Bộ Tư pháp chưa rà soát lại điều 292 Bộ luật hình sự về tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông đã làm cho doanh nghiệp này cảm thấy lo lắng. Với cái điều luật 292 thì thực sự là các startup rất là quan tâm và cũng cảm thấy lo lắng, và chính bản thân của doanh nghiệp chúng tôi cũng là về hoạt động thương mại điện tử thì chúng tôi cũng đã tìm hiểu và cũng mong muốn là phải rõ ràng hơn về cũng như các chính sách hỗ trợ để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử của chúng tôi có thể hoạt động tốt hơn. Anh Trương Phi Thường, CEO của Ultimai, một mạng xã hội di động biến các mối quan hệ cá nhân thành lợi ích kinh tế, đang trình bày ý tưởng về dự án của mình để có thể kêu gọi thêm các nhà đầu tư, qua đó mở rộng thị trường. Tuy nhiên, trước những giới hạn bởi điều 292 Bộ luật hình sự, anh đã tìm thêm hướng đi khác cho doanh nghiệp mình. Sau khi mình đã tìm hiểu rõ về bộ luật thì bên mình cũng làm song song cả hai hướng. Thứ nhất là bên mình đăng ký cấp phép trang thương mại điện tử tại Việt Nam, hiện tại cũng đang được trên Bộ Cục Đăng ký Thương mại về điện tử duyệt. Phương án thứ hai là mình mở thêm văn phòng đại diện ở bên Singapore. Đến với ngày hội Demo Day 2016, trong số 11 startup trình bày dự án khởi nghiệp của mình thì đa phần dựa trên nền tảng công nghệ thông tin. Và theo điều 292 Bộ luật hình sự, các startup này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự chỉ sau một đêm. Do vậy, để tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng khởi nghiệp, các chính sách mới cần được nghiên cứu phù hợp để giúp doanh nghiệp startup có môi trường hoạt động đầu tư ổn định ngay trong nước. Nếu như mà được nhà nước và chính phủ hỗ trợ thì mình cũng rất là mong muốn có thể sửa đổi lại điều luật đó để cho cộng đồng startup Việt có thể startup ở ngay tại đất nước mình sinh ra và lớn lên để có thể đưa được những cái sản phẩm của mình ra ngoài thế giới nữa, chứ không thể là chảy máu chất xám ra ngoài các nước khác được. Chúng tôi thì rất là ủng hộ cho cái hoạt động này. Như các bạn thấy là cái hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp thì Bộ Khoa học Công nghệ đã là người xây dựng những cái đề án trình Thủ tướng Chính phủ để phê duyệt để phát triển cái hệ chính sách khởi nghiệp cũng như là hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, thì chúng tôi hết sức là ủng hộ cho những hoạt động của doanh nghiệp. Mà các doanh nghiệp trong khởi nghiệp thì ở Việt Nam hiện nay chúng tôi đánh giá là cũng khá nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Thì cái việc đấy chúng tôi hoàn toàn ủng hộ và rất mong muốn là có chính sách là phải để phù hợp cho các cái sự phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp ở tại Việt Nam. Mới đây, trả lời chính thức về nội dung kiến nghị của đại diện cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp về việc rà soát lại điều 292, Bộ Tư pháp sẽ nghiên cứu đề xuất này nghiêm túc trên cơ sở tham khảo của các bộ, ngành, nhất là các cơ quan thực thi pháp luật, để không cản trở doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển. Đây chính là một tín hiệu vui cho cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp cũng như các nhà đầu tư trong và ngoài nước có thể an tâm đầu tư vào startup Việt Nam trong thời gian tới.